Rồi, chào mọi người nha. Em lên video mới. Rồi, số điện thoại liên hệ bên shop em nè. 0334830843. Mọi người nhắn tin cho em ha, để chốt hàng hoặc là gọi điện. Rồi, đơn từ 300.000 trở lên chuyển khoản em miễn phí vận chuyển nha. Bao phí ship từ 300.000 chuyển khoản nha. À, này em giới thiệu ít đồ dụng cụ của Nhật nha. Đây, cái này có cái máy sạc bình nè mọi người. Sạc bình ắc quy ha. Rồi, mấy món có đèn pin, có máy mài khuôn nữa nha. Có máy mài khuôn nữa. Có con máy mài khuôn Gmail 4.000 luôn. Rồi, đem vô món số 1. Đây, số 1 là 3 món nha. Rồi, 3 món nè. Gồm có hai cây hai cái này dụng cụ của hãng Mac nè, hãng Mac hãng của Mỹ nha mọi người. Cái này hãng của Mỹ nè. Một cái cây để lấy sim thôi. Này để khử cái vòng sim phốt đồ nè. Nó nhọn nè, đó. Thép nó rất là cứng nha, thép này thép Mỹ rất là cứng. Rồi cái cây thứ hai cũng của hãng Mac luôn ha, của Mỹ luôn. Cây này để nại khử cái dàn nhựa nha mọi người, mấy cái chốt nhựa trên dàn áo á, ha, dàn áo xe máy á, mình khử ra. Đó. Rồi, số 3 là một cái cây cây nại vá xe của Nhật ha, nại vá xe của Nhật xe băng này. Này nó chưa xài nha mọi người, chưa xài, ha, chưa sử dụng nha, chưa bóc tem luôn. Rồi 3 món nè, bán chung 3 món nha, không có xé lẻ ra. 400.000 ha, bao ship luôn, mã số 1, 400. Rồi số 2. Một cây hước kẹp của Nhật. Hãng là Shinwa ha. 300.000 mã số 2. Đây cây hước kẹp nè. Cây hước kẹp bằng thép trắng rất là đẹp luôn. Xin qua. Không chấm 1 mm ha. Đó. Hước này có đo độ sâu luôn. Hước này là 100 mm nha mọi người ha. 100 mm. Đo tối đa được 100 mm ha. Nè. Mã số 2, 300.000. Đẹp nha, đẹp hoàn hảo luôn, đẹp không lỗi lầm. Nè. Mã số 2, 300.000. Số 3, 200.000. Cái hộp rất là dày của Nhật. Đây hộp 3 ngăn nè mọi người. Hãy đựng gì đựng ha. Nó sơn thép nó sơn tĩnh điện ha. Nước sơn tĩnh điện rất là đẹp. Hộp máy tinh luôn. 3 ngăn ha. 200.000. Cái hộp này đường kính nó nè 26 8 cm, chiều cao là 6 cm. 200 mã số 3. Số 4, một con mỏ hàng. Một con mỏ hàng còn rất là đẹp của Nhật.
Hãng Haco ha, hãng hàng hiệu của Haco. Đây Haco nè. Đó, mũi nè mọi người, rất là nhọn luôn. Hoạt động ok. Cái con này á nó là tới 130W nha mọi người, điện là 100V, công suất rất là cao luôn. Có cái nút nhấn nè, nút nhấn để mình tăng công suất. Khi mà mình ghim điện vô nó là 20W ha, nè nó mặc định nó 20W, mình đừng bấm gì hết, nó nóng 20W. Mình bấm nhấn nút vô vài giây thì nó sẽ lên là 130W ha. Đó. Dây điện chống cháy luôn ha, của hãng Haco luôn. Có nắp đậy. Rồi mã số 4 nha, mã số 4 này 300 ngàn. Rồi mã số 5 là một bộ đầu khẩu ha, một bộ đầu khẩu gắn cho cái máy bắn vít nha mọi người, máy bắn vít nè. Đây, bộ đầu khẩu nè, nó có được các mũi nè. Bộ này nó gần như cơ bản ha, gần như cơ bản và nó thiếu một một số 10 nha mọi người. À nè, 8 nè. Này đếm đếm cho 8 nè. 12 nè. 14 nè. 17 nè. 10 17 21. Cái này là hai đầu 19 24 nó trong đây nè. Mình nhấn vô là nó 24, bật ra là nó 19 nè. Hai đầu nó xài bằng cái đầu lục giác mình gắn vô ha, rồi mình gắn vô mới bắn vít. Cái loại mà con vít đầu vít hai cạnh á, hai đầu có cái khớ này nè, một đầu mình sẽ gắn vô máy, một đầu mình sẽ gắn vô đây. Đó, nó gắn vô vậy. Đó. Rồi đầu còn lại mình sẽ gắn vô máy mình xài bình thường ha. Gậy ra, gậy xuống. Cái này á là hai số trong đây ha, 19 24 nè. Rồi, cái đầu to nhất này 36 nha. À, đầu 36 luôn. Rất là đẹp. Đầu ok hết, rất là dày dặn nha. Hãng của Nhật không nha mọi người, hãng Nhật hết. Này của Top nè. Này của hãng Japan luôn, MKK. Này và Vercel, này Tajima. Này và Vercel. Này của Top. Ừ, không phải, cái này của Seo. Seo Tool ha, hãng Seo nha mọi người. À, Seo Tool Made in Japan. Này của Tajima nha. Rồi cái bộ này là em bán giá là 600 ngàn nha mọi người. Bộ này 600 ngàn, mã số 5. Gồm 2, 4, 5, 6, 7. Tính ra là 8 đầu ha, 8 số. Tại vì cái đầu này 2 số. Đó. Rồi, một cái cảo của Đức. Cảo này của Đức nha mọi người. Cái cỡ này cỡ best size của Đức ha, của hãng best size của Germany nè, của Đức. Một cái cảo gỗ hoặc là cảo sắt, bác muốn cảo gì cảo nha. À, hoạt động ok ha, cứng lắm. Thép này thì thôi nó xài rất là bền, thép rất là dày nha, best size của Đức ha. Cảo này cảo được 20 á, cảo 20 nha mọi người. Cảo được 20 luôn ha. Con cảo này 350 ngàn nha mọi người. Này cho bác đang nhà mình, ví dụ như có bộ cảo rồi á, mình sẽ lấy xài thêm ha. Vô bộ nó
dụ như có hai cây rồi thì giờ thêm cây nữa thành ba cây mình xài nó dễ hơn. Trong cáo này càng nhiều xài càng tốt, nó không có thừa ha. Rồi mã số 6 rồi, 350 nè. Mã số 7 là một cái túi. Một cái túi đựng dụng cụ nha mọi người. Túi này đựng dụng cụ ha. Đây một cái túi đựng dụng cụ. Mã số 7. Túi này chưa có xài nha mọi người. À, túi này chưa xài. Đây, mình có thể đựng cái chung treo lên ha, treo thắt lưng nè. Treo thắt lưng nè, thấy đựng đựng dụng cụ này kia, đựng dụng cụ để mình làm việc á ha. Đó. Có ngăn kéo luôn nha. Ngăn kéo này mình đựng điện thoại được nè. À, bỏ điện thoại vô vừa. Đó, lấy ra cái ngăn này có kéo. Cái ngăn bên trong này nó có một cái dây rút nha mọi người nè. Nó có cái dây rút nè. Mình có thể xiết lại nha, nè nó xiết nhỏ cái miệng rồi luôn nè, thấy không, xiết nhỏ nè, rút con dây này nè, không biết đựng gì nhưng mà mình rút là được nha, phải đựng đinh ốc vít này kia ha, đây nè, mình leo trèo mình làm việc. Rồi kích thước nó là 20 ha, khoảng 20 nhân cho 17. Mã số 7 nha, mã số 7 này 250 nè. Rồi mã số 8. Cái này á. Cái này em chưa biết nó là làm cái gì nữa mọi người. Em chưa có tìm hiểu nó là làm cái gì luôn ha. Bán luôn. Nó có nó về là nguyên cái cục này ha, dưới này ha. Và nó có mấy cái bộ mũi nè, nó có cái ba cái mũi. Đây, ba cái mũi của nó nè. Ba cái mũi nó hình dạng như vậy nè, không biết làm gì. Cũng không phải mũi mài nha, nhưng mà nó mũi nhọn vào cái mũi như cái bánh xe. Như lưỡi dao vậy đó, đó. Cái mũi đó mình sẽ gắn vô đây nha. Như là gắn vô đây nè. Ở đây nó sẽ có cái chỗ gắn nè mọi người. Này mình nới con ốc rồi à, cái mình gắn vô. Gắn thử rồi. Đó, gắn vô được rồi nè. Rồi cái tay này á mình sẽ nới ốc ra thì nó quay được đó. Nó sẽ quay vậy ha. Mình quay bằng tay. Lên xuống được nè. Rồi cái bộ dưới đây là cái bộ gá để nó kẹp, ví dụ nó kẹp phôi hay kẹp gì không biết nữa nha. Đó, nó phải lắc lư qua lắc lư lại giống cái tô vậy đó, nó không có gì bám hết á, nó để trên đây nè, rồi gá qua gá lại đó. À vậy nè, xíu lại nè, cái này tăng chỉnh nè, tăng đơ để ngậm cái đồ hay cái gì đó không biết nữa. Nhưng mà cái này nó của Mỹ nha mọi người. À, của công ty của company nè. Của Mỹ nha. Đây. Nó của Mỹ luôn, USA sản xuất nè. Đấy, nó bằng nhôm. Đó. Chiều cao nè, cao cái chân này khoảng 20 nè. Cái mặt cái đế này là khoảng 17 nha. Rồi cái ô tô này nè, nó là bề ngang nó khoảng 5.5 ha.
cái độ mở nó khoảng 4 phần này. Đi hơn chứ 5 6 phần á, thì cái miệng này nó ra tới đây rồi. 6 phần luôn rồi. Còn đó. Có ba cái mũi ha. Rồi. Rồi, cái dụng cụ này em bán là 650 ngàn nha mọi người. Mã số 8 à. Rồi mã số 9, một cái bộ cạo nha. Cái bộ dao cạo. Cái dao cạo này á bác làm mình làm gốm rồi. Làm gốm á ha, hoặc làm mỹ nghệ đồ, mình cạo này nè. Lưỡi nó là lưỡi cạo ha. Mình dùng lưỡi cạo ha, nó có các kiểu các đầu khác nhau ha. Đầu hình dạng khác nhau, cạo. Rồi ứng dụng làm gốm ha. Đó. Gốm điêu khắc này kia đó, điêu khắc. À. Đây nó như hình nha mọi người. À. 2 4 6 8 cây nha. 8 cây dao cạo của Nhật. 8 cái cây cạo này mã số 9 nha mọi người, 300 ngàn. Mã số 9 này 300 ngàn. Nó dài thì cái cây cây ngắn này khoảng 13 cm nè. Còn mấy cái cây dài khoảng 19 cm luôn ha. Rồi, một cây cưa của Shinki. Cưa Shinki nhưng gắn lưỡi của Kamaki nha mọi người. Kamaki, lưỡi Kamaki mới chưa xài nè. Lưỡi Kamaki mới chưa sử dụng. Gắn mới nha, gắn mới cái lưỡi vô ha. Đó. Cái cán thì cũ, Made in Japan nè. Nó vừa ha, cùng xài chung hãng nha mọi người, xài chung cái cán nha mọi người ha. Lưỡi này xài chung cán này nên gắn vô vừa y. Đó, xài 200 ngàn mã số 10 nha. 200 ngàn mã số 10. Một cái cơ sinh kỳ. Lưỡi này 21 cm á, lưỡi cũng không dùng nè. Đó, lưỡi 20 mọi người. Cây cưa cành ha. Nó hai nấc được luôn nè, thấy không? Nghi ngã nó vừa y luôn á. Xài chung lưỡi. Mã 10 200. Mã 11, một cái bộ sưởi ấm nha, sưởi ấm của Nhật. 200 ngàn. Một cây sưởi ấm. Sưởi ấm này bác đi mùa đông đi mấy vùng núi này kia, đi cắm trại, đi du lịch này kia mình xài cũng được. Sưởi ấm. Đó, mình cho dầu vô đây ha. Mình đốt lên, mình đậy lại ha. Cái mình sưởi ấm. Này nó bằng bằng đồng thau mọi người nên nó không có xét ha. À, không có hết. Của Nhật ha, hãng của Nhật. Mã số 11 là 200 ngàn. Con này đẹp chứ, nó không có bị mớp gì hết mọi người. Thường cái dụng cụ này nó hay bị mớp lắm. Tại vì nó nhỏ, nó rơi xuống nó mớp. Này cũng nguyên không mớp mà. 12, một cái dụng cụ đa năng. Cái này không biết hãng của nào nha, không có ghi, không có đóng ở à đây có nha mọi người. Cái này xuất Nhật à, của này của Trung Quốc xuất Nhật mà nó thiết kế gỗ rất là đẹp nha. Nè. Nó xài cái gỗ gì có cái vân rất là đẹp nè, vân nè. Này thằng Nhật nó xài nó ghi chữ Nhật lên nè. Nó ghi tên nó hay gì đó, không biết nữa. Này nó đa năng, nó đủ dụng cụ hết nè, rất là nhiều món trong đây nha. Này treo chìa khóa nè.
này tua vít nè, cái này cái dao gì đó, cái này giũa móng tay nè, này khui nó bia ở khui rượu nè, này có cái lỗ không biết làm gì, rồi có kéo rồi luôn nha. Cái này mở cẩn thận nha mọi người, nó rất là dễ đứt tay, lưỡi dao còn đẹp nha, lưỡi dao không mẻ không gì hết, lưỡi kéo nè bén luôn. Rồi cái lưỡi khui hộp nè, lưỡi khui bia nè, lưỡi cưa luôn nha. Đây cây cưa này rất là ăn tiền luôn ha, đi mình đi rừng đi chơi đồ này kia những lúc mình cần cây cưa ha. Đó. Này lấy ra cưa. Rồi cái này cắt cái gì không biết nữa, cắt giấy gì đây. Đó, có nhiều đó tính năng ha, bằng gỗ rất là đẹp luôn, gỗ vân đẹp, 200.000 mã số 12, một cây duy nhất. Em đo kích thước cho mọi người. Đây, bề dài, dài nó 9 cm nè mọi người, 9 cm. Độ dày nó nè, độ dày khoảng 2.3 cm nha. Rồi 13 một cái con tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth của Sony nha mọi người, Sony Webcam ha, Sony Webcam này hồi xưa nè. Cái dòng nghe nhạc rất là đỉnh của Sony luôn á, nhạc di động á. Tai này Bluetooth nha mọi người, Bluetooth ha, tai nghe Bluetooth đó, Bluetooth nghe rất là ok, gây bass đồ rất là ấm, lớn nha mọi người, rất là lớn nè. Nó ăn đứt mấy cái tai nghe Bluetooth của mấy hãng khác, hãng Nhật đó ha, Sony phải nói rất là đỉnh luôn á. Ở đây nó có cái nút chỉnh rất là lạ nè mọi người, nút chỉnh thiết kế rất là đẹp nè, chỉnh volume nè, cái này nút nguồn nè, nhấn vô là giữ nó lên nguồn, nó pin sạc lại nha mọi người. Này là chỉnh sang bài rồi nè, còn bài mình lắc cái đĩa này nè, dạng thiết kế giống cái đĩa. Đây on off nè, tắt mở nè, rồi đây là sạc nha, nè sạc cái chân chân điện thoại mình á, rác điện thoại xưa micro USB á. Rồi để em lấy rác em cắm cho mọi người xem. Đây này cục dự phòng nhưng mà nó giống như cục sạc cắm ổ điện mình vậy đó mọi người, kiếm nó cái dây rồi nó ra dày là ok nè, đó chân này nè. Cắm vô đây nó có đèn báo nè, đó nó chớp chớp lại nó đang sạc ha, nó đầy nó xanh lên. Mình mở nguồn mình bấm vô. Đây, mình ngủ đây chứ.
nó hết pin này, để sạc xíu rồi nó lên. Đó. Cái tay này 400 ngàn nha mọi người, mã số 13 ha, hoạt động ok. Pin cầm ok, pin đó thì khoảng độ khoảng đâu đó 3 tiếng đồng hồ mọi người. Ha, nghe nhạc ok. À cái dòng này là một lưu ý là cái dòng này là chuyên nghe nhạc nha. Chuyên nghe nhạc, nó không có mic nha mọi người. Không có mic ha, nó chuyên nghe nhạc nha. Đây. Dòng này cái mô đình nó nè. À, mã nó pin di ông ha, của Sony, nó không có mic nha mọi người. Này cắm lên áo rồi, kẹp áo rồi, hai tai nghe nè. Đó, lưu ý là cái tai nghe Bluetooth này không có mic, không có gọi điện thoại nha, chỉ nghe nhạc, chuyên nghe nhạc, thiết kế cho nghe nhạc ha, nên nghe nhạc rất là hay. 400 ngàn, mã số 13. Rồi, mã 14. Một con đồng hồ, đồng hồ solar. Đồng hồ này là dòng năng lượng mặt trời nha mọi người. Dòng năng lượng mặt trời. Con này của hãng hãng Ladwader ha, hãng này của Đức mà Nhật sản xuất, nhà máy Nhật nha mọi người. À, máy Nhật, Nhật sản xuất, thị trường Nhật. Con này rất là đẹp, gần như mới luôn. Nó đẹp. Nó là dòng radio control ha, năng lượng mặt trời luôn. Radio control năng lượng mặt trời. Chống nước MATM. Radio control thì nó hoạt động ở bên Mỹ nè, bên Nhật ha. Nó có mấy cái vệ tinh đó, nó có thể cập nhật giờ tự động. Còn bên mình thì mình vặn giờ bằng cái cốt này ha, vặn bình thường. Và chỉnh giờ bằng cái cốt này nè. À, ví dụ em chỉnh giờ nè, đó. Thì mình chỉnh giờ bình thường ha, đó. Chỉnh giờ thì nó vẫn bình thường đó, muốn chỉnh mấy giờ thì chỉnh, rồi chỉnh ngày tháng thì cũng chỉnh bình thường, mình rút nhẹ ra, ví như cái điện, đây như cái đồng hồ bình thường thôi. Rồi nút này thì em không biết, không có xài, đó, vậy là xài thôi, nó sạc bằng năng lượng mặt trời ha. Khi mà mình xài, mình đi trong bóng tối nhiều á, mình mấy ngày mình không ra thì nó sẽ yếu pin ha. Yếu pin nó sẽ nhảy 2 giây một lúc, nhảy từ đây nhảy qua 2 giây là biết lúc đó yếu pin nữa, nên mình hay đi ra nắng đi cho sạc ha. Hoặc để dưới ánh sáng của đèn á, đèn nhà mình á, để chỗ nào sáng đó, nó sẽ nạp vô. Này test ok nha mọi người, chạy chính xác giờ ok ha. Nó nguyên zin pin bển về bên Nhật về còn chạy ok luôn ha. Mặt kính đẹp luôn nha. Kính đẹp không có bụi gì hết. Cái này nó có giờ thế giới nữa nha mọi người nè, giờ thế giới nè. Mọi người có thể thấy nè, cái đồng hồ này là giờ thế giới luôn nha. Cách coi giờ thế giới thì em không biết nha, nên mình sẽ tìm hiểu cái cách coi. Đó là ví dụ như giờ này nhiêu là giờ thế giới, mình muốn coi ở đâu. Ví dụ như nè Australia nè, là mình cộng thêm bao nhiêu tiếng vậy đó. À. Đó. Đây nó có mấy cái mã của thế giới nè, không biết cũng không rành nữa ha, mấy mã ngoài kia nè. Nó có để trừ nè và cộng thêm cái số 1 2 rồi vậy đó, 3. 1 đến 12 luôn ha, trừ từ 1 đến 12 luôn là 12 tiếng á đó. Đó tùy theo cái đất nước mà mình cộng vô hoặc trừ đó. Đó ra cái giờ của đất nước đó. Con này size nó, cái size nó khoảng 40 mấy luôn. Cũng khá là to nha, mặt to nha, size nó luôn núm là 48 nha, còn không có núm nữa. Không có núm thì vẫn 46 nha. Này cái dây da nitô ha. Ủa cái dây quên, dây vải 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 gì á, vải gì giống như vải gì em quên tên mất.
vải này nó thiết kế vào đồng hồ. Đây, tai mình có thể đeo là trung bình ha, lớn cũng được luôn. Tai này 17 nè, tai 17 nó nằm đây. Nó khoảng số 3 thôi. Lên tới tai hai mấy cũng được luôn nha mọi người. 17, 16, 10 nhỏ nhất thì khoảng 16 trở lên đấy ha, tai 16 trở lên. Này cho bác nào tai hơi to xíu ha, tai khoảng 18 trở lên thì ok. Nó đẹp hơn. Tai 17 nè, nhìn nó hơi lốc một xíu ha. Đó, đồng hồ hơi to. Rồi, cái này mã số 14 nè, 950 ngàn nha. 15. Cái này là một cái con đồng hồ để sưu tầm rất là độc. Nó là dạng chiếc nhẫn nha mọi người. Nó là một cái đồng hồ nhẫn nha. Nhẫn đồng hồ ha, nhẫn đồng hồ. Đó. Bác sưu tầm chơi. Đặc biệt nó là đồng hồ cơ ha, máy cơ. Máy lên dây cót, lên dây cót nè, dây cót nó chạy. Máy cơ lên dây cót. Mặt bằng đá nha mọi người. Mặt bằng đá là cái cừ cái gì đó. Mà nó không phải chất liệu bình thường đó, mặt mặt đó nè. Bằng đá. Đây mình lên dây cót này nè, là nó chạy. Đó, thì có là chạy ha. Hoạt động ok. Như có là mình lên khoảng 10 cái ha. Khoảng 10 dòng. Rồi mở lên khoảng 10 dòng đó, nó chạy. Này cho bác nó sưu tầm chưa? Rất là độc luôn. Máy nó mình có thể mở cái đít lên nha. Mở cái đít ra mình coi máy luôn cũng được. Có cái máy trong. Máy nè. Đó, mình nhìn thấy cái máy nó hoạt động trong. Đó, máy nguyên zin đó. Đây lại. Đó, đồng hồ cơ dạng hồi xưa mọi người. Hồi xưa họ sẽ đeo cái nhẫn. Nhẫn đồng hồ ha. Hoạt động ok nha. Nhẫn đồng hồ mình có thể đeo ngón cái nè. Đeo ngón nhỏ cũng vừa ha. Úc cũng vừa luôn nè, nó là dây chung ha, dây chung nó kéo ra co giãn. Ngón Úc đến ngón cái vừa luôn nha, nè. Cái dây này rất là hay. Cái này cái mặt nó thì mặt nó luôn cái núm là 24 nha mọi người. Nè, luôn nấm là 24 ha. Trừ nấm ra là 21 rồi, 22 nha mọi người. Rồi con này mã số 15 nha, 800 ngàn. Rồi 16. Đây là một con đồng hồ của Nhật. Đồng hồ của Nhật nha. 6 kim. Con này dòng 6 kim. Đây mặt màu cam. Sáu kim mặt màu cam nha. Con này dây nó thiết kế rất là độc luôn, dây rất là đẹp. 6 kim hoạt động ok ha. Hoạt động ok. Đây cái 6 kim mình có thể bấm dây nha.
có thể bấm dây và bấm ngừng kim dây được ha, để chạy cái kim dưới rốn nè. Mình muốn chạy lại kim dây bấm vô, nó chạy kim dây. Mình có thể chạy hai kim. Bấm nút dưới là nó dừng. Nút trên là nó chạy. Bấm cái nữa dừng. Đó. Rồi, chỉnh ngày có ô ngày ha. Spomix nè, Spomix hãng Spomix 1 cam. Dây rất là đẹp. Dây rất là đẹp, dày dặn, dây rất là dày. Máy máy Nhật hết nha mọi người. Hãng này đi Nhật sản xuất nha, đồng hồ Nhật sản xuất. Cái này mình đeo đeo tay khoảng 17 vừa nè mọi người. 17 em đeo vừa y nè ha. Vừa rất là đẹp nè, tay 17 đeo vừa in ha. 16 17 đeo được nha. Còn bác muốn cắt mắt thì cắt nè. Những cái mắt này cắt được nè ha, còn cắt được mấy mắt. Đó, tay nhỏ hơn thì cắt được ha, tay 17 trở xuống đeo được ha. Cái size mặt này là 42 nha mọi người, size mặt 42. À, size mặt 42. Con này mã số 16 nè, 650 ngàn. Đó là 17. Một cái dụng cụ để đo đo độ độ ẩm. Đây. Đo độ ẩm nè, đo phần trăm độ ẩm nha mọi người. Độ ẩm nó sẽ tính phần trăm ha, nè, lên đến 100% là từ 0 đến 100%. Đo độ ẩm của đất nha. Cái con này đo độ ẩm của đất. Test ok rồi nha mọi người. Cái này nó bác làm trong nông nghiệp á. Xài ha. Làm trồng cây này kia á. Đây. Em test nó ok nha. Đó, gắm xuống đất á, cây nó sẽ lên phần trăm ha. Gắm lún xuống sẽ lên. Rồi, cắm lún xuống lại lên. À, mình cắm lún xuống cho nó xuống hai cái cực này nè, nó có hai cái cực ha, bằng đồng mà đó. Lún ngang đất qua nó sẽ báo lên bao nhiêu đất đó đang ẩm bao nhiêu phần trăm ha. Rồi cái này 550 ngàn mã số 17 nha mọi người. Một cái dụng cụ đo độ ẩm của Nhật, kích thước nó dài khoảng 15 cm nữa ha. Rồi 18 một cái chìa khóa 4 số 4 đầu của Nhật hãng Sonki. Của hãng Sonki của Nhật đây. Nó gồm là 4 số ha, số 9 nè, 11 nè, 12, 10 là 9, 10, 11, 12 ha, liên tiếp số 9, 10, 11, 12. Đó. Động ok nha, kêu tách tách còn rất là ok. Răng cỏ rất là ok luôn nè. Này bỏ cốp xe là đúng luôn á, cốp xe nó rất là gọn ha. Bốn cái chìa khóa, ví dụ như mình xài bốn chìa khóa kia nó sẽ ra nó rất là kền càng ha, bốn cây. Ở này mình một cây mà có bốn bốn đầu luôn. Này chiều dài nó khoảng 14,5 cm nè. Mã số 18 200 ngàn. Mã
mã số 19. Đây, một cái sạc bình nha mọi người, một cái sạc bình ắc quy. Cái này rất là nặng nha, cái này khoảng như nó 7-8 kg nha mọi người, rất là nặng. Nó nguyên biến áp trong đây ha, nó sạc bình dòng cao 30A ha, 30 đến 120A nha. Nè, nó sạc được bình 6V nè, 12V, 24V ha, chuyên sạc bình nha. Mình có thể điều chỉnh đây, mình chỉnh nó ở đây bằng cái này, một cái núm này thôi là chỉnh được từ 6 đến 24V vặn lên. Mình vặn tới đâu cái dòng nó sẽ tăng tới đó luôn ha. Này, cái cầu dao đó, của hãng GS, GS Modern SZ2430, sạc bình của Japan ha, của Nhật sản xuất. Này, nó sẽ có dây nguồn nè, dây nguồn và hai cái kẹp bình nha, hai kẹp bình. Nó sẽ ra dây ở đây ha, mình có thể mở ra đó, hai kẹp bình. Bình nè, mình cắm điện thử cho mọi người coi. Điện nó là 100V nha mọi người, điện 100V. Điện 100V. Nó 1,1 kVA nha. 6 đến 24V. 25A. Smart là đó. Smart là 120A. Nó có đèn xanh lên là báo hiệu có điện rồi ha. Này là lên là sạc nè. Mình sẽ cắm vô bình. Cái kẹp này nó rất là nặng, nó rất là chắc nha. Kẹp một cái là ăn dính luôn. Rồi, không ra nè. Rất là chắc, kẹp cái là nó cứng. Nha. Rồi. Đây, mình bật cầu dao lên nè. Cầu dao lên là nó có điện rồi đó. Có điện vô đây rồi ha. Nó sẽ ra dòng rồi. Nhưng mà mình phải chỉnh lên 12 nè. Mình đắt 12 nè. Cái này dưới này là 6V. Cái này bình 12 mình chỉnh lên đây. Chỉnh lên. Đó. Rồi, nó nhích kim dòng ampere lên nè. 12 nè. Đó, chỉnh lên dòng. Cái này là dòng ampere nè. Mình muốn sạc 10A hay 5A thì mình chỉnh lên. Chỉnh lên. Đó, 5A nè ha. Là nghe cái bình nó rung rung nó sạc rồi đó. Lên 10A luôn nè. Đó. Đó, nó vô bình rất là nhanh luôn. 10A nè. À. 15A luôn nè ha, sạc 15A. Bình thường mình sẽ sạc 5A thôi ha. Nó bền cái bình mình ha. Ok, đó. Rồi cái bình mình bao nhiêu ampere thì mình sẽ mình canh giờ nó ha, canh giờ sạc. Đó. Chung nó chạy ok. Nó chỉ khuyết một cái là cái đồng hồ vol này nè, nó đứng im rồi mọi người, nó chết rồi. Nó chết cái đồng vol này nha. Cho nên là em bán cái mã này mã số 19 nè, 900.000. Nó bị hư cái đồng hồ đồng vol này. Tính năng sạc thì nó vẫn ok ha, báo dòng ok sạc đó. Nó chết cái đồng hồ này đo vol nè, hiển thị cái vol của bình đó, cho nên bán là 900.000 ha, bao ship luôn mã số 19 nha mọi người.
Rồi, tiếp theo mã số 20. Đây là một cái để đưa phôi nha mọi người. Cái đưa phôi ha. Đưa phôi để mình ví dụ như mình cắt này kia, mình cắt, mình cưa này kia. Một cái cây phôi, một cái cây ống nước chẳng hạn thì mình phải gác ở đây, mình đưa tới đưa lui ha. Để mình canh, mình cắt, mình cưa đó. Nó chuyên dụng để đưa phôi, nó là của Makita Nhật ha. Makita của Nhật rất là dày. Cái con này rất là dày nặng và nó có tính năng hơn mấy cái con khác là nó sẽ đi tự động, nó mở nhanh á. Đây, ví dụ như vậy, cái con bình thường mình muốn nâng lên thì mình sẽ vặn cái này để nó lên ha, vặn nó lên. Còn cái con này không, con này muốn lên mình chỉ cần nhấn cái này rồi mình kéo nó lên. Đó, là nó lên tối đa. À, lên được tối đa là 140 ml nè. Nó lên từ 50 đến 140 ml ha. Đây, chiều cao tính từ mặt đất lên thì nó khoảng 14 cm. Đó. Chiều dài cái rulo nè. Khoảng 25 cm. Đó. Nó có hệ in luôn nè. Bác xài hệ in thì nó hiển thị bên đây, còn bên đây mà hệ mm. Đó là được cái tính năng, nó rất là nhanh ha, rất là nhanh cho mình. Rồi khi xuống thì mình vẫn phải vặn xuống nha, vặn xuống, nó đi một chiều xuống thì mình sẽ vặn xuống đó, nó để cho an toàn. Ví dụ như không có lỡ ấy nút này thì nó sụp xuống thì nó nguy hiểm, thì nó an toàn mình sẽ vặn xuống. Nấm vặn rất là dễ dàng, nhẹ. Con này vặn xuống tối đa nó, nên vặn xuống coi. À, tối đa xuống nè. Nó còn khoảng 5.5 cm ha, chiều cao nó. 5.5 lên 14 cm. Rồi cái độ năng của nó. Rồi tổng kích thước nó, tổng kích thước nó khoảng 40 cm. Bề ngang của nó, bề ngang nó thì khoảng 18 cm. Thiết kế rất là đẹp ha, nè, nó làm rất là đẹp hơn với những cái con bình thường đó. Nó là của Makita ha. Rồi con này là mã số 20, 600.000. Con Makita. Rồi mã 21. Một con máy mài khuôn. Máy mài khuôn Rimmel của Mỹ, Mexico sản xuất. Rimmel dòng 4000 nha mọi người, dòng đời cao 4000 nguyên zin. 4000 nè. Hàng còn rất là nhiều, đẹp. Máy chạy rất êm. Dòng này thì nó sản xuất ở Mexico nha, Made in Mexico nha. Ủa, trong Mỹ, điện là 100V, công suất 135W. Vòng tua là mình có thể điều chỉnh nè, vòng tua có thể điều chỉnh đây từ 5.000 đến 32.000 vòng trên phút nha, là 32.000 vòng. Đầu kẹp là mũi thông dụng 3.2 mm ha, chuẩn luôn, 3.2 mm. Có thể mở mũi nhanh bằng cái núm này. À, cái nấm này là cái chìa khóa để mở mũi. Đó. Đấy ra, đấy nó ra xiết. Xiết. Khóa này xuống là mở mũi ha. Gạt lên là chạy. Rồi, điện nó là 100V ha nha mọi người. Gạt lên là chạy nha. Công tắc nó ở đây nè. Cái dòng này mình có thể tắt bật ha, giữ nguyên tốc độ nè. Ví dụ như chỉnh lên 20.000 vòng, tắt bật là nó vẫn 20.000 vòng. Còn những công tắc 1
một một cái thì mình phải dặn lên rồi dặn trở lại thì nó mới được. Cái này tắt bật là nó 20 luôn. Đây 5.000 vòng nè, tăng tốc nè, 10.000, 15 nè, 20 nè, 25 nè, 30, 35.000 vòng nè. Con này mã số 21 nha mọi người, 950 ngàn, rất là hiếm gặp luôn. Con Rimmel đời cao ha, đời 4.000 là cao. Rồi 22, một con máy đục của Nhật, hãng Automat ha, Automat của Nhật, điện 100V luôn, 100 đến 120V ha. Con này chuẩn của Mỹ cũng xài được ha, 100 đến 120V. Tốc độ nó 12.000 lần trên phút, 55W. Hoạt động ok, máy còn rất là ok, đẹp. Này về kẹp mũi vô là xài thôi nha mọi người. Nè, đủ đầu vặn nè. Mã số 22 ha. Điện là 100V luôn nha. Chạy rất là êm nha, dòng máy của hãng này chạy rất là êm nè, êm lắm, xài nó sướng. Này êm mạnh luôn nha, rất là mạnh và êm. Mã 22 550.000. Mã 23. Rồi một con mài khuôn, dòng này chuyên chuyên để đi xe nha mọi người, đi xe mình xài, mình vá xe là mài này kia bằng điện 12V ha, DC, xài bình ắc quy á. Dòng nó cao nha, 4.6 ampere luôn nha. Thằng này chạy rất là mạnh và êm ha, còn chạy rất mạnh êm. Cốt là 3 ly 2 luôn, không dụng nha, 3 ly á. Dây điện nguyên zin nè, kẹp vô bình nha, nè. Kẹp bình ắc quy. Đó. Con tắt on up. Chạy rất là êm và nó mạnh luôn nha, rất là mạnh, mạnh hơn máy điện nữa. Mã số 23 650 nè, vỏ nhôm rất là bền, vỏ nhôm cầm rất là gọn, con này gọn lắm nè, gọn hơn con Rimmel luôn mọi người. Nhưng mà nó là điện 220 điện 12V ha, nó hai dòng khác nhau. Cái kẹp này cũng Japan luôn nè. Rồi mã 24. Một con máy đục nha mọi người, một con máy đục điêu khắc. Con này dạng đục điêu khắc mũi nè, mũi nó giống cái vít dẹt vậy mà nó xéo một góc khoảng 45 độ nè. Nó sủi nó đục ha. Nhỏ, khoảng mấy ly vậy? 5 ly vậy. Con này của Anlin của Đức hay châu Âu gì đấy. Nó mua Đức. Đây nó có để Anlin nè. Anlin ha. Nó là xài điện 100V luôn ha, điện Nhật 100V, 17W, 25W. Nó có tốc độ nè, điều chỉnh được ha. Hai nấc tốc độ này. Giữa là tắt.
cấp 1, cấp 2. Cái này điều chỉnh, này tăng giảm được luôn nè mọi người. Rồi, dây điện nguyên zin luôn, dây điện rất là dày, máy nó khá là, nhìn nó rất là chắc chắn luôn, rất là to ha. Nó giống mấy dòng đục điêu khắc của Nhật, Polymer nữa, nhưng mà nó này nó to hơn luôn ha. Hãng này của Đức, nó có lá cờ Đức nè. Đây nè, cấp 1 nè, cấp 1 nó thôi là nó khá là mạnh luôn rồi. Cấp 2 nè, cực kỳ mạnh luôn. Ồ, quá là mạnh luôn. Chỉnh gì đây, à chỉnh tốc độ nha mọi người, nhỏ nhất nè, nhỏ lại nè, chậm lại, nó chậm lại làm đồ nhẹ, nó rung nhẹ, nó rung mạnh này tăng lên. Cái mũi này có thể thay thế được nè mọi người đó, mình muốn thay mũi nhọn hay mũi gì mình tự chế ha, mình thay vô mình vặn ra ha. Nó cái cốt này nó 5,5 ly, 5,5 ly, 6 ly gì nè, vô được á. À, nó chói quá không thấy cái số luôn. Rồi, con máy này mã số 24 nha mọi người. Mã số 24 này 650.000. 650.000. Này, mã 24 650. Rồi, mã 25. Đây là một cái bộ motor giảm tốc, motor tốc độ chậm nha. Ví dụ như mấy bác là quấn cần câu á, bác nào quấn cần câu á, lấy cái motor này chế quấn cần câu rất là sướng luôn nè. Nó tốc độ chậm ha, có thể điều chỉnh được 10 cấp luôn nè. 10 cấp tốc độ luôn ha. Chỉnh từ 0 đến 10 luôn nè. Chỉnh được luôn, của Nhật ha, của hãng nội địa Nhật. Cái đầu kẹp rất là sướng nè, đầu kẹp đẹp luôn, kẹp được 8 ly nha mọi người nè, nó có ghi nè 18. Ê, cái này bự chứ, nó ghi M8 chứ không biết phải 8 ly không, bự hơn mọi người, em thấy nó bự hơn. Ừ, cỡ 8 ly nha mọi người, kẹp được 8 ly ha, 8 ly trở xuống. Rồi nó chạy rất là êm và nó điều chỉnh được cái vòng quay ha, tốc độ. Còn cái cây này để mình muốn chế cháo gì mình kẹp vô ha, mình chế ha, cái này là chế thêm. Để siết lên nè. Rồi, cái cây để bắt vô. Đây mình có một cái đầu kẹp và một cái đầu ga gulo ha, để truyền ra nhông gulo nè. Rồi, để vô điện cho mọi người xem. Điện là 100V nha, 100V luôn. Này. Đó, cái cấp độ 1 nè, nó quay rất là chậm luôn. Cấp độ 1 nè, 1 là chậm nhất nè. 2 nè. 3 4 5
6 7 8 9 nè, 10 đó, 10 nhanh nhất đó nè. Cái này em đoán chắc cỡ khoảng ngàn mấy vòng phút đó, ha, nhanh nhất nè. Tại vì nó không có cái tem, không có cái thông số bao nhiêu ngàn vòng. À. Còn cái chậm nhất này là mình quấn keo được nè mọi người. Quấn keo câu cá được. Quấn keo được, ok, quấn gần câu á. Rất là êm luôn ha. Trời, rất là êm, không nghe tiếng. Không nghe tiếng động luôn. Cao nhất mình mới nghe nè, đó. Dính nhỏ xuống là không nghe. Rồi, cái bộ motor này mã số 25 nha mọi người, 1 triệu 300 ngàn. Bộ motor giảm tốc độ nè. Rồi 26. Một con kính lúp của hãng của Nhật. Đây, của hãng chuyên làm kính lúp của Nhật nè, Speed nè. Speed dòng này mọi người có thể tra cứu trên mạng ha. Đó. Dòng này nó rất là cao cấp và nó chính xác. Cái này độ phóng đại của nó là 10x ha, theo thông tin em tìm hiểu là nó 10x. Và nó có một cái gương ở đây nha mọi người, một cái gương đây ha. Một cái gương này, một cái gương để lấy ánh sáng. Cái này mình nhìn vô. Dòng này nó là chuyên dụng ha. Nó không phải là cái lớp để mình đọc báo hay này kia ha. Nó chuyên dụng. Mấy bác nào chuyên dùng mới xài cái này thì nhìn thì biết ha. Đó. Cái này nó quay qua quay lại rất là êm. Thiết kế nó chắc chắn, êm. Bền. Để lên bàn nha. Nó soi mấy cái đồ kỹ thuật á rất là chính xác. À, bên trong nó có một cái ô vuông như vậy nha mọi người. Cái vạch màu tím tím á là nãy em đút cây bút vô em soi thử nó dính miếng mực ha. Nè, thấy không? Đó. Bên trong nó sẽ có một cái nó có vòng để lấy nét này nha mọi người. Có cái vòng để lấy nét nha. Có vòng tới vòng luôn này, để nó lấy nét đó. À, nó có cái ô vuông như vậy ha. Nó dạng nó đo kỹ thuật cái gì không biết, không rành ha. Rồi. Đế này nó bằng nhôm rất là chắc. Nó bằng đúc bằng nhôm ha. Rất là nặng, nó khoảng hơn nửa ký. Nặng chắc lắm. Rồi này mã 26 800 ngàn nha mọi người, 800 ngàn. Rồi mã 27. À, cái này là một cái này hay nè, cái này là cái đèn pin. Đèn pin nhưng mà đèn pin này rất là độc nha, đèn pin của súng nha mọi người. Đèn pin gắn lên súng á, gắn lên cái bán cầm cái gắn lên là mình cầm giống như cầm cái súng luôn nè, đó. Đồ để mình gắn vô đây nè. Nãy bác về gắn súng bắn chim hoặc là mình xài y như đèn pin thôi. Nó là cái đèn pin cao áp ha, xài 12V. Áp nó là tới 12V ha, đèn bóng dây tóc. Nó gồm rất là sáng.
Nó là dây tóc nhưng mà nó rất là sáng, nó gồm sáng rất là xa ha, để cho mình dùng súng mà đó. À, nhìn đưa gần tay nghe nóng luôn nha, nhìn thấy sáng vậy là biết, mọi người biết là nó gồm rất là sáng rồi đó. Em không có tắt đèn luôn mà nó sáng như vậy nè. Bây giờ bên ngoài mình gọi nó rất là xa ha, gọi nó khoảng 20 mét nó cũng thấy sáng á. À, nó gom lại nhỏ vậy mà nó xa, mình gọi xa ra thì gọi khoảng 10 mét thì nó vẫn bự nha, nó vẫn bự lên, bự khoảng mét mấy 2 mét á, cái vòng nó ha. Còn gần gì thì thấy nó nhỏ vậy chứ xa ra nó vẫn bự. Nó gom, nó công tắc nó đây. Đó, còn cái pin ở đây ha, pin ở đây. À, mở công tắc. Pin nó mình mở ở đây, mình bỏ pin. Gạt cái lẫy này lên nha, cái lẫy này nó để nó khóa lại nè. Nó có lẫy để khóa lại nha mọi người. Nè, lẫy để khóa lại nè. Gạt lên, vặn ra. Cái này nó dùng 12V nha, 12V là nó sẽ dùng một pin này 3V nha mọi người. Cục pin này tới 3V luôn nha. Pin này cũng không dụng có bán nha, pin CR123 mọi người. CR123 mã nó. À, có bán. Hoặc là nó dùng li-ông, ở đây là nó đi zin, nó bên Nhật nó dùng li-ông nè. Ở đây nó dùng li-ông là mã là 16340 ha, 3 viên. Là nó lên thành 12V đó. Đó. Rất là sáng nha. Chá nó nè. Bóng nó nhìn nó nhỏ xíu, bóng nhỏ. Nhỏ bằng cái đợt cái ở trên đầu đũa mọi người đó, nhưng cái đầu đũa nhưng cái tim nó rất là lớn, nhìn thấy cái tim cộng tim luôn nên là công suất nó lớn, nó chiếu xa. Này mã số 27 nha mọi người, cái đèn pin này là 500 ngàn, mã số 27. Rồi mã 28 sẽ là một cái hao nè. À, một cái hao và hai cái khay nóc nha mọi người. Đây, hai khay nóc khá to, khay to ha, còn rất là ok đẹp. Đây, một khay to khay nhỏ, khay nóc Nhật 100% luôn, rồi made in ra bằng luôn ha. Đây, khay nóc Nhật luôn. Còn cái hao này rất là dày nha, hao này là bằng là thép, thép không gỉ của Nhật luôn, thép không gỉ, nó hết nha, nhưng mà nó là thép, thép không gỉ đó, nó rất là dày. À, người thấy dày không, dày lắm, cầm lên là nghe dày liền, rất là nặng. Ba cái này gần 2 kg. À, kích thước nè, cái khay này, cái hao này là 32 nha mọi người nè, hao 30 á, cái vành luôn thì 32 ha, lọt đồng là 30 ha, quá hao 30, chiều cao hao này khoảng 12 13 gì đó cm. Rồi cái khay nhỏ nè, chiều dài 30, ngang 23, cao 5 phân. Khay lớn là dài 40 nha. Rồi, khay lớn 40 luôn, 40 28 này 6 phân rưỡi. Bộ ba này nha, em bán ba cái luôn, tại vì về có một hai cái vậy em bán chung ba cái cho mọi người, không có xé lẻ ra. Mã số 28 này 700 ngàn nha mọi người, 700 ngàn. Rồi hết rồi, để em coi cái em coi là cái tai nghe ha, nãy giờ sạc chắc nó đầy pin này.
em lấy cái cọng dây sạc khác. Cọng dây này nó hư. Đây em đã test rồi, xài ok, xài thử rồi. Đó, nó sạc vô là nó đứng pin thôi mọi người, nó đứng màu đỏ. Đứng màu đỏ. Cái dây sạc kia hư rồi, dây của em hư. Đó, nó chớp chớp liên tục vậy. Mình bật cái nút nguồn on lên nè, rồi mình nhấn vô cái nút nút bự nè, nhấn vài giây á, nhấn khi nào nó chớp xanh chớp đỏ rồi làm bắt đầu mình lên điện thoại mình ha. Lên điện thoại mình nó sẽ có kết nối rồi. Nó sẽ có cái chỗ Bluetooth nè, vô Bluetooth ha. Bluetooth tìm cái thiết bị mới nha. Nè. Nó sẽ hiện ra thiết bị mới. Đây, ở đây em có kết nối rồi nên giờ mình quên thiết bị này đi để cho nó hiển thị lại ha. Đó, nó chớp xanh đỏ là nó hiện thị tên nó nè mọi người. MDR ha, cái mã của nó, bấm vô là nó sẽ dừng đèn. Đợi xíu. Đó, rồi nó dừng đèn là nó kết nối ok rồi đó. À, lên xem nó MDR nè, đã kết nối nè. Đó, lúc này là nghe nhạc rồi, ok. Đó, mã 13 này 400 ngàn nha mọi người, chuyên để nghe nhạc thôi ha, chuyên nghe nhạc của Sony. Rồi. Rồi em kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại.